Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, quy định nhiều điểm mới về lương thưởng với người lao động. Theo đó, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho các lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Ngoài tiền, người sử dụng lao động cũng có thể lựa chọn thưởng Tết dương lịch 2021 và Tết nguyên đáng tân sửu cho người lao động bằng nhiều hình thức như các chuyến tham quan du lịch, vé tàu xe để về quê hoặc các hiện vật có giá trị. Bên cạnh đó, luật lao động 2019 cũng không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng Tết dương lịch. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và phải được công khai tại nơi làm việc